Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Lộ trình dân chủ hóa cho Việt Nam. Ngày 12 tháng 10 trên diễn đàn của VOA tiếng Việt có bài Chính sách đối ngoại và lộ trình dân chủ hóa Việt Nam, định hướng tương lai với phương Tây của luật sư Vũ Đức Khanh từ Canada. Theo tác giả, dù Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu về kinh tế và mở rộng các mối quan hệ quốc tế, nhưng mô hình chính trị hiện tại của Việt Nam vẫn cản trở sự phát triển bền vững và hội nhập sâu rộng với cộng đồng quốc tế. Hình ảnh bài trên diễn đàn của VOA. Với hệ thống độc đảng, những quyền tự do cơ bản như tự do báo chí, hội họp và quyền công dân chưa được bảo đảm đầy đủ. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến đời sống của người dân mà còn giới hạn tiềm năng phát triển của quốc gia, làm suy yếu vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Tác giả cho rằng, trong bối cảnh chính trị và kinh tế toàn cầu đang thay đổi nhanh chóng, việc chuyển đổi thể chế sang một nền dân chủ đa nguyên sẽ giúp cho Việt Nam duy trì độc lập tự chủ, đồng thời khẳng định vị thế là một quốc gia có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế. Tác giả phân tích, khi Việt Nam chia sẻ các giá trị dân chủ và tự do với các nước phương Tây, sự hợp tác sẽ trở nên bền vững và có ý nghĩa chiến lược hơn. Phương Tây, đặc biệt là Mỹ, Liên minh châu Âu và các đồng minh NATO thường ưu tiên các mối quan hệ với các quốc gia có nền tảng dân chủ vững chắc. Điều này sẽ giúp đảm bảo rằng các quyết định chiến lược sẽ không bị chi phối bởi sự thay đổi đột ngột trong chính sách hoặc sự bất ổn về chính trị vốn thường xảy ra ở các quốc gia có chế độ độc tài. Với một hệ thống chính trị minh bạch và có trách nhiệm giải trình, Việt Nam dân chủ sẽ có thể tạo dựng được lòng tin và sự hợp tác lâu dài với phương Tây. Hình ảnh ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam. Tác giả đánh giá một nền dân chủ sẽ giúp Việt Nam hiện đại hóa cơ cấu và tư duy quốc phòng, phù hợp với các tiêu chuẩn và yêu cầu của phương Tây, giúp Việt Nam gia tăng khả năng tự vệ trước các thách thức an ninh, đặc biệt là từ Trung Quốc. Một Việt Nam dân chủ sẽ trở thành một điểm đến hấp dẫn hơn đối với các nhà đầu tư phương Tây, giúp cho Việt Nam cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế. Ngoài ra, dân chủ hóa cũng sẽ mở rộng cửa cho Việt Nam tham gia các hiệp định thương mại tự do với các quốc gia phương Tây, bởi các điều kiện liên quan đến cải cách chính trị và quyền con người thường được gắn liền với các hiệp định thương mại này. Tác giả cho biết, một quá trình dân chủ hóa thành công cần xuất phát từ bên trong xã hội Việt Nam. Cải cách thể chế có thể bắt đầu từ việc từng bước mở rộng các quyền tự do dân sự, tự do báo chí và tăng cường vai trò của các tổ chức xã hội dân sự. Điều này tránh cho đất nước rơi vào tình trạng bất ổn khi thay đổi chế độ đột ngột. Hình ảnh một số nhà hoạt động xã hội đang bị giam giữ bất công. Với phương Tây, tác giả nhận xét, bằng cách hỗ trợ Việt Nam trong việc cải cách thể chế, phương Tây có thể tạo ra một đối trọng mạnh mẽ trước sự ảnh hưởng của Trung Quốc tại Đông Nam Á. Phương Tây có thể hỗ trợ Việt Nam thông qua các chương trình hợp tác phát triển, chia sẻ kinh nghiệm về quản trị nhà nước và pháp luật, cũng như cung cấp các nguồn lực để thúc đẩy giáo dục và đào tạo. Đồng thời, các nước phương Tây cần gia tăng sức ép lên Việt Nam trong các vấn đề về nhân quyền, khuyến khích các nỗ lực cải cách từ bên trong. Sự kết hợp giữa áp lực và hỗ trợ sẽ tạo nên động lực thúc đẩy tiến trình dân chủ hóa tại Việt Nam. Vẫn theo tác giả, xã hội dân sự và tầng lớp trí thức trẻ đóng vai trò quan trọng trong quá trình dân chủ hóa Việt Nam. Các tổ chức xã hội dân sự cần được khuyến khích để phát triển, để tạo ra một không gian công khai cho các cuộc thảo luận về chính trị và xã hội. Tác giả kết luận, Việt Nam đang đứng trước một cơ hội lớn để thực hiện chuyển đổi thể chế và trở thành một quốc gia tự do, dân chủ, phù hợp với các giá trị phương Tây. Dân chủ hóa không chỉ giúp nâng cao đời sống của người dân, mà còn củng cố vị thế chiến lược của Việt Nam trong bối cảnh khu vực và toàn cầu. Nghi vấn Đặng Thành Tâm, đệ tử của cựu Chủ tịch nước Tư Sang về đầu quân cho cựu Thủ tướng Ba Dũng. Một tuần trước chuyến công cán đến Hoa Kỳ để dự kỳ họp lần thứ 79 của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc tại New York cuối tháng 9 năm 2024, truyền thông trong nước đã đưa tin Tập đoàn Trump Organization sẽ đầu tư một dự án sân golf và khách sạn tại tỉnh Hưng Yên, quê nhà của Tổng bí thư kiêm Chủ tịch nước Tô Lâm. Tuy nhiên, trong chuyến công du Mỹ, ông Tô Lâm đã gặp gỡ và hội đàm với Tổng thống Joe Biden bên lề hội nghị, nhưng hoàn toàn không có thông tin ông Lâm tiếp xúc với cựu Tổng thống Donald Trump, dù rằng được biết ông Donald Trump vẫn đang có mặt tại New York trong thời điểm đó. Mới nhất, truyền thông nhà nước Việt Nam đồng loạt đưa tin The Trump Organization, tập đoàn kinh doanh của gia đình cựu Tổng thống Donald Trump, sẽ đầu tư tổ hợp khách sạn, sân golf, khu dân cư khoảng 1,5 tỷ USD tại tỉnh Hưng Yên. Hình ảnh đại diện Trump Organization và ông Đặng Thành Tâm và ông Donald Trump tại Mỹ. Theo thông cáo của cả hai bên, lễ ký kết hợp tác giữa Trump Organization do ông Eric Trump, đại diện, và Tập đoàn Hưng Yên, Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc KBC do ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch KBC, đại diện, đã diễn ra vào ngày 25 tháng 9 năm 2024 tại New York, Mỹ, dưới sự chứng kiến của cựu Tổng thống Donald Trump. Tập đoàn Phát triển Bất động sản Kinh Bắc City ngày 8 tháng 10 ra thông cáo cho biết công ty của họ đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với Trump Organization về dự án nói trên tại tỉnh Hưng Yên, quê hương của Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước Tô Lâm. Thông tin kể trên có liên quan gì đến ông Tô Lâm hay không? Dù rằng chưa có bất kỳ bằng chứng nào cho thấy dự án của tập đoàn Trump Organization do ông Eric Trump, người con trai thứ ba của cựu Tổng thống Donald Trump làm đại diện, có sự góp mặt của gia đình ông Tô Lâm. Thông cáo của KBC cho biết, Bí thư tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa, người tháp tùng ông Lâm trong chuyến đi tới Mỹ, đã chứng kiến lễ ký biên bản ghi nhớ. Và trước đó, vào giữa tháng 9 năm 2024, lãnh đạo tỉnh Hưng Yên cho biết đại diện của Trump Organization đã đến Hưng Yên để thảo luận về các cơ hội đầu tư. Những điều này càng khiến dư luận đặt câu hỏi. Hình ảnh Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và cựu Thủ tướng Ba Dũng. Đáng chú ý, đây là dự án của Tập đoàn Hưng Yên, tức Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc KBC của ông Đặng Thành Tâm, một nhân vật nổi tiếng. Ông Đặng Thành Tâm là em trai của bà Đặng Thị Hoàng Yến, được cho là chủ nhân của trang web Quan Làm Báo, đã từng lừng danh một thời trong cuộc tranh hùng 34 Đại Chiến, giai đoạn từ năm 2011 đến năm 2013. Đây là cuộc đấu giữa hai địch thủ không đội trời chung, giữa ông Trương Tấn Sang, cựu Chủ tịch nước, và ông Nguyễn Tấn Dũng, cựu Thủ tướng hai nhiệm kỳ. Hai chị em Đặng Thị Hoàng Yến và Đặng Thành Tâm đều là cựu đại biểu Quốc hội khóa 13, đồng thời là đệ tử ruột của ông Tư Sang. Nhưng sau đó bà Yến đến tháng 5 năm 2012 đã bị truất quyền đại biểu Quốc hội do không trung thực khi khai hồ sơ ứng cử. Cụ thể, bà Yến do đã không kê khai ngày vào đảng, không khai trong hồ sơ về người chồng là Jimmy Trần đang có lệnh truy nã. Còn đại biểu Quốc hội ông Đặng Thành Tâm phải giả ốm sang Nhật để chữa bệnh, tránh sự truy đuổi của ông Ba Dũng. Hình ảnh cựu Chủ tịch nước Trương Tấn Sang. Bà Đặng Thị Hoàng Yến sau đó đã nhập quốc tịch Mỹ và đổi tên thành Maya Dungelas. Đến năm 2022, bà Đặng Thị Hoàng Yến là nguyên đơn của 3 vụ kiện chống lại chính phủ Việt Nam ở tòa trọng tài quốc tế. Đó là vụ kiện liên quan đến dự án đầu tư của Tập đoàn Tân Tạo Itaco và nhà máy nhiệt điện Kiên Lương. Vụ kiện chống lại quyết định buộc Tập đoàn Tân Tạo phải khai phá sản ở tòa án Việt Nam. Sự biến mất bí ẩn của cựu Chủ tịch nước ông Trương Tấn Sang vài tháng nay cùng với sự việc kể trên về ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch Tập đoàn Hưng Yên, Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc KBC đã làm người ta đặt nghi vấn, phải chăng tàn quân của Tư Sang, ông Đặng Thành Tâm nay đã về đầu quân cho cựu Thủ tướng Ba Dũng thông qua đàn em là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo.d với bản tin nghi vấn Đặng Thành Tâm, đệ tử của cựu Chủ tịch nước Tư Sang, đầu quân cho cựu Thủ tướng Ba Dũng. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết, cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của Thời báo.d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất.